Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay, mình là cái góc nhờ vả, mình sẽ nhờ quý vị các bạn hãy cố gắng nghe xem là tiếng máy ở hai cái video khác nhau nó có gì khác không. Thứ nhất là tiêu chí thứ nhất là cái tiếng động cơ nó có đều hay không. Cái thứ hai là cái tiếng nổ của động cơ nó có lớn hơn không. Và cái thứ ba nữa là bạn cảm giác, như bạn có thể chia sẻ mình cái cảm nhận cái động cơ nó có bị rung lắc hay không. Đó là ba cái tiêu chí mà mình nhờ quý vị các bạn theo dõi kênh của mình, hãy cùng đánh giá cái ba cái tiêu chí này ở hai cái đoạn video đó. Và đây cũng là cái video mình sẽ bật mí cho quý vị các bạn vào cuối tuần này. Đây là một cái mà đội ngũ ô tô tại Đồng Nai của mình trong suốt cái thời gian mà bắt đầu ra các cái dòng Euro 4 là bên ô tô tại đấy cũng Đồng Nai của mình đã bắt đầu nghiên cứu. Và đây là sản phẩm kết quả sau quá trình chúng tôi nghiên cứu và đã thực hiện, thì các bạn hãy đánh giá xem cho mình rằng hai cái video số 1 và video số 2 thì cái động cơ nó nổ có khác nhau không. rồi còn mục đích, còn cái tại sao mình lại nhờ các bạn làm như vậy, và cái vấn đề ở đây là cái gì, và bên mình đã giải quyết được cái vấn đề gì, thì mình sẽ tiết lộ vào cuối tuần này. Các bạn hãy cùng theo dõi kênh của mình nhé.